巴吉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 nhiều nó cũng không phải nhắc lại nhiều nữa. Nè, thì có một lưu ý nhỏ là gì nhỉ? Bọn mình muốn mở ngoặc thêm một chút về những cái cách kết hợp khác hay cách sử dụng khác của nichite trong câu. Ví dụ như là danh từ nichite wa hay là danh từ nichite mo hay là gì nhỉ? Danh từ nichite no, danh từ đúng không? Chúng ta cũng khi mà sử dụng nichite wa mo này thì coi như là nhấn mạnh thôi. Còn nichite no coi nó như là danh từ kết hợp à?Danh từ nói danh từ bằng trợ từ no thôi. Và ngoài ra thì có một cái lưu ý nhỏ với cả nichite này là gì nhỉ? Danh từ nitsukimashite hay là danh từ nitsuki thì đây là về nghĩa thì nó hoàn toàn giống với cái kia nhé. Chẳng qua là đây thì trong văn nói á gì nhỉ? Phát biểu hay là trang trọng, văn phong trang trọng thì người ta thể dùng với cái cách nói là nitsukimashite hay là nitsuki. Ok. Nè. Hay. Ta có nhắm bước vào có một câu. Một câu thứ nhất.日本の経済について研究しています。tôi đang nghiên cứu về kinh tế của Nhật Bản. Câu thứ hai, 日本語の森についてどう思いますか? Mọi người nghĩ sao về 日本語の森 của chúng tôi ạ? Hãy. いつも見てくれてありがとう。ありがとうございました。じゃあ3番ですね。これから将来についての夢を話していきたいと思います。Sau đây tôi xin được nói về những ước mơ trong tương lai của mình. Thì chỗ này mình dịch biến thêm một chút là gì nhỉ? Lý sư tư là trong đúng không? Hay chờ yong bang wa. Kore kara jibun ga Nihon de minitsuketa koto nitsuite ohanashi sasete itadakimasu. Sau đây tôi xin phép được chia sẻ một chút về những gì tôi đã học hỏi được tại Nhật Bản. Hay so desu ne. Cái này khá là đơn giản đúng không ạ? Chúng ta không gì băn khoăn cả nhé mọi người nhé. Hay chờ Nivan. Danh từ Nikan Site thì bản thân nhìn từ cái chữ Hán của từ chữ Hán này là chữ quan đúng không? Quan từ liên quan. Ok, gọi như thế thì được. Mình cứ dịch luôn là liên quan đến anh danh từ thì thế nhá. Thì vào mỗi câu chúng ta dịch sao cho nó hay là được, đúng không? Và can sự này này, nó tương đương với là một cái động từ rồi nên là đứng đằng sau nó có thể là một danh từ. Nó bổ nghĩa luôn cho danh từ đó nhá, nhớ chưa? Hay. Như là một mệnh đề đính ngữ vậy, chúng ta học trong bài 22 Milano Nihongo.Hay là có như là Ichiban, ví dụ 1 đúng không ạ? Nihon to Vietnam no kankei ni kansuru reporto o kaita. Tớ đã viết một bản báo cáo nói về hay là liên quan đến mối quan hệ giữa Việt Nam và Nhật Bản. Nihon nhé. Gaikoku e iku nara kotoba dake de naku shūkan ni kanshite mo shitte oita hou ga ii. Desu ne, hay. Nếu như mà đi ra ngoài nước ngoài ấy, thì tôi nghĩ rằng là sao nhỉ? Phải học không chỉ là ngôn ngữ mà ngay cả tập quán của nước quốc gia đó nữa. Phải biết trước đúng không? Hay là hãy cho xem bài nhé. Nihon no bunka ni kanshite kyoumi o motte iru. Câu này đúng không? Xin xem đâu đó. Tôi rất là quan tâm đến văn hóa của Nhật Bản. Này, câu này đơn giản đúng không ạ? Hay là yong ba nhé. Kezai ni kansuru hon wa takusan aru. Là gì nhỉ? Tôi có rất là nhiều sách liên quan về kinh tế. そうですね、はい。Tiếp theo 3番、どんな字に danh từ に比べて、hay là một vài cách sử dụng khác như là 比べると ですね。thì chúng ta dịch là so với, tức là làm sao nhỉ? Lấy về trước ấy là một cái tiêu chuẩn gì đó để nói về một mức độ khác nhau nào đó. So với. Nói chung là so với nhá. Thì đi vào câu như thế nào ạ? 1番、はい。姉に比べて弟はよく勉強する。そうですね。So với ông anh trai thì thằng em trai học chăm chỉ hơn rất là nhiều ね。じゃあ2番ですね。諸外国に比べて日本は食料品が高いと言われている。So với nước ngoài thì thực phẩm tại Nhật Bản được cho rằng là đắt hơn. So ですね。Cái từ yuarete được bao giờ chúng ta cũng dịch là gì nhỉ? Được cho rằng. Được cho rằng đúng không? じゃあ3番は。3番。今年は去年に比べ雨の量が多いですね。So với năm ngoái thì năm nay lượng mưa thì nhiều hơn. Hay là câu số 4 hãy xin lại đổi đó. 男性に比べると女性の方が柔軟性がある柔軟性があると言われる。có một từ là 柔軟性 đúng không? Khi vào câu chúng ta sẽ dịch như thế nào nhỉ? Người ta nói rằng là sao nhỉ? So với
đàn ông con trai thì phụ nữ con gái chúng mình hiền có dịu. Sự hiền dịu hay là mềm dẻo hơn đấy, nhẹ nhàng hơn, nhẹ nhàng hơn. Rồi chúng ta sẽ bước vào mẫu cuối cùng của bài học ngày hôm nay, đó là danh từ ní kuwaete. Chữ Hán này đọc kuwaete đấy nhé. Thì trong sách ấy, hay là bản thân cái từ kuwai tự mình dịch là thêm vào đó, cộng vào đó. Thì thứ nhất là mình hiểu về nghĩa như thế nhá, tức là có một cái này và cộng thêm một cái nữa. Thế nhưng mà khi đi vào câu mình sẽ dịch như thế nào? じゃあ 1 番ですね。電気代に加えてガス代までが値上がりした。なぜに先生ね。không chỉ tiền điện mà đến cả tiền ga nữa giá cũng tăng. Thì chúng ta dịch như vậy sẽ là rất là tự nhiên hơn đúng không ạ? Hay là 2 番ですね。はい、2番先生どうぞ。じゃあ、これは激しいですね。はい、激しい。激しい風に加えて雨もひどくなってきた。không chỉ gió tăng。To mà mưa cũng trở nên kinh khủng hơn, nặng hạt hơn, hidoi ですね. Hay là samba ですね. Cái này là của cô giáo đúng không? Hãy xin giải đồ đó. Để mình đọc. Hãy, 会話授業の学生たちは毎日宿題に加えて毎週レポートを出さなければならない。Thì dạo này mình có tiến hành một giờ học cai qua đúng không ạ? Thì học sinh rất là khổ, vì sao nhỉ? Vì học sinh giờ học giờ cai qua của mình ấy thì không chỉ phải nộp bài tập hàng ngày mà còn phải nộp cả báo cáo hàng tuần nữa cơ đấy. Nè, tài hình để số. Hay. Ồ, hết rồi. Đấy. Mày cũng đơn giản, không kém. Không có gì khó khăn cả. Đúng không? Là ba thực sự là không có gì khó khăn đâu, phải không ạ? Và chúng ta phải biết thật nhiều từ mới, biết thật nhiều kanji. Chúng ta sẽ đỗ thôi. Hay. So desu ne. Hãy hẹn gặp lại các bạn vào các video clip tới. Bye bye, bye. Chúc các bạn ăn Tết vui vẻ. Hãy Akemashite omedetou gozaimasu. Hãy no. Akemashite omedetou gozaimasu. Hãy. Ja ne, kotoshi mo yoroshiku onegai shimasu.